Đức Giáo Hoàng thăm cư dân Tacloban sống sót sau bão Hai Danh, tin từ Tacloban. Hôm thứ Bảy ngày 17 tháng Giêng, tức hôm nay, hình ảnh Đức Giáo Hoàng Francis mặc chiếc áo mưa bằng nhựa trùm lên bộ lễ phục của Ngài xuất hiện tại thành phố Tacloban, cách Manila 400 dặm, tương đương với 650 km về phía đông nam, đã làm xúc động lòng người. Đức Giáo Hoàng đã đến vùng thiên tài, đã bị cơn bão Hai Danh tàn phá cách nay 14 tháng để thăm những người còn sống sót. Trận bão Hai Danh đã cướp đi sinh mệnh của 6.300 người và là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất về nhân mạng cũng như vật chất trong lịch sử của đất nước Phi Lực Tân. Đức Giáo Hoàng nói rằng, ngày đến vùng thiên tai này, tuy có trễ nhưng cuối cùng cũng đã đến trong những ngày mưa gió trầm phủ. Khoảng 10.000 người mặc áo mưa vàng để chào đón chiếc phi cơ của Đức Giáo Hoàng hạ cánh xuống thành phố ven biển Tacloban. Rất nhiều người, các tỉnh lân cận cũng tìm đến tận nơi, chỉ để được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng hàng ngàn tín đồ Thiên Chúa giáo nước mắt tràn rùa, chôn chân trong vũng bùn lầy ngập nước để được nghe những lời an ủi của Đức Giáo hoàng. Tại đây, gần 3.000 nạn nhân của trận bão Hai Danh được chôn cất dưới những nấm mồ tập thể và hàng trăm người vẫn còn bị mất tích. Trận bão đã tàn phá đến 90% thành phố Tacloban của tỉnh Leyte khi quét qua vùng này. Hiện nay vẫn còn khoảng 1 triệu người sống không nhà vì bão. Đức Giáo hoàng đã ban phép lành cho những người sống sót và nhiều người bật khóc khi Đức Giáo hoàng nắm lấy bàn tay của họ. Đức Giáo Hoàng nói rằng một thông tri của Tòa Thánh về môi trường được chờ đợi lâu nay sắp sửa hoàn thành và Ngài hy vọng được ấn hành nội trong tháng 6 trước cuộc họp thường niên của Liên Hiệp Quốc vào tháng 11 tới. Đức Giáo Hoàng đã rời Manila vào sáng sớm hôm nay, ngày 17 tháng Giêng, để đến thành phố Tacloban. Đúng lúc vào cơn bão mới đổ bộ, tại đây Đức Giáo Hoàng đã làm lễ cầu nguyện cho những người đã chết cũng như ban phúc cho những người sống sót sau cơn bão Hai Danh trước đó. Tin Nhờ Chót cho hay, cơn bão ập đến đã buộc Đức Giáo Hoàng phải cắt ngắn chuyến đi của Ngài tại thành phố Tắc Lê Bân 4 tiếng đồng hồ. Đức Giáo Hoàng đã quay trở lại Manila và lưu tại đây thêm 2 ngày trước khi trở về Vatican.